Tôi sẽ quyết định nhận ai dựa trên kết quả của trận đấu này. Tsubasa hay Hyuga? Đừng hòng vượt qua. Chúng ta không được bỏ cuộc, chúng ta phải giành chiến thắng. Mọi người đến nào. Misaki, có lẽ tôi đã có quyết định rồi. Mình sẽ thắng cậu Hyuga. Tôi cũng vậy. Tsubasa, đón xem Thủ lĩnh Tsubasa phát sóng lúc 18 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên HTV3 Dream.